INOMATA bộ 3 khuôn cơm, trứng INOMATA, nhựa trong tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Khuôn cơm Nhật Bản là một sản phẩm tiện ích dành cho ba mẹ có con đang trong tuổi ăn dặm Giúp bé thích thú với việc ăn hơn, đặc biệt khi bé chán những bữa cơm thường ngày với món truyền thống quen thuộc bên cạnh đó. Hình dáng đáng yêu khiến bé thích thú và ăn được nhiều hơn, ăn ngoan hơn mà ba mẹ không phải vất vả dỗ dành bé, sản phẩm làm bằng nhựa cao cấp chịu được nhiệt độ cao trên 120 độ C và tuyệt đối không chứa chất độc hại nên rất an toàn cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Khuôn cơm còn có màu sắc sặc sỡ, tươi sáng và những hình thù ngộ nghĩnh như thỏ, gấu, cá hay ô tô sẽ là phụ kiện làm bếp dễ thương để thêm vào bộ siêu tập của mẹ và là niềm yêu thích của trẻ nhỏ. Ưu điểm của bộ 3 khuôn cơm trứng INOMATA, cách sử dụng vô cùng đơn giản và dễ dàng, vừa tiết kiệm thời gian công sức của mẹ vừa giúp bé có bữa ăn ngon và vệ sinh khuôn cơm còn có màu sắc sặc sỡ tươi sáng và những hình thù ngộ nghĩnh như thỏ, gấu, cá hay ô tô, sẽ là phụ kiện làm bếp dễ thương để thêm vào bộ siêu tập của mẹ. Dễ dàng tạo hình với mọi loại thực phẩm từ cơm, nếp, đến cả trứng, thịt băm, bạn cũng có thể linh hoạt dùng khuôn làm bánh hay làm rau câu cho gia đình sử dụng. Giới thiệu về thương hiệu INOMATA, Inomater là một trong các thương hiệu hàng đầu trong việc sản xuất và phân phối các sản phẩm đồ dùng gia dụng tại Nhật Bản. Công ty INOMATA được ra đời vào năm 1980, đến nay, thương hiệu INOMATA được biết đến với giá thành hợp lý các sản phẩm gia dụng có chất lượng nhất định ở hầu hết các nước châu Á, Bắc và Nam Mỹ.